khu lễ hội tình yêu. Đinh. Đinh. Trái tim toàn cảnh lễ hội tình yêu ở Quỳnh Lưu năm 2020. Ở trên cao, từ trên cao anh nhìn xuống ấy. Rực rỡ âm thanh ánh sáng ấy.
Đây. Đằng kia là một cái sân khấu này. Tiếp đến là hai cái cối xây gió này. Đây là có cái đèn tím sáng. Với cái này gọi là cái mô phỏng tháp Eiffel ấy. Còn xung quanh là con đường tình yêu, con đường hình trái tim. Đấy. Đây cái dọc này là dọc này. Đây. Đấy, đi một vòng tròn là hình trái tim này là con đường tình yêu Nhật Bản. Lễ hội tình yêu mà. Và hiện tại thì trên sân khấu đang là DJ Linh Nhi đến từ Hải Phòng. Check sao đào. Ở đây là khu vui chơi trẻ em. Đây. Đây là khu vực tô màu tường đất, cũng đồng thời là khu vực ẩm thực. Thì, vừa là tô màu này, vừa là khu vực ẩm thực ở đây có mỗi xúc xích rán, bổng ngô, tương ớt này. Còn đây là cái khu vực vui chơi của các thanh niên. Ném bóng, ném phích tiêu này. Có cả anh Tôn Ngộ Không này. Anh Tôn Ngộ Không lông dài. Nói là hôm nay ở đây là quy tụ rất nhiều thợ chụp ảnh. Đây bây giờ ở đâu gặp thợ chụp ảnh cho các bạn ạ. Con đường tình yêu toàn tim vi phổi đó. Đây tháp Eiffel. Tháp Eiffel hôm nay xuất hiện ở Quỳnh Lưu các bạn ạ. Nhìn cũng rất gì và đây là cái này là cái gì? Còn là mứt à? Còn là cái nào? Giờ là nó búp à? Ê, nó đòi các bạn. Là con đường hình trái tim. Con đường hình trái tim hay còn gọi là con đường tình yêu. Thế này đi đây đều chủ yếu là chụp ảnh nhưng chẳng có gì đặc sắc. Đây dành cho các cặp đôi yêu nhau chụp ảnh làm kỷ niệm. Xa kia là DJ Linh Nhi đang quẩy à?